xin chào các bạn học sinh thân yêu của trường tiểu học Tiên Dương. Các con thân mến, năm học 2021-2022 đã bắt đầu với sự háo hức khi chúng ta được gặp lại thầy cô bạn bè, được cùng nhau khám phá những chân trời kiến thức rộng mở để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Một trong những điều các con cần phải ghi nhớ đó chính là tham gia giao thông đúng luật, an toàn. Hiện nay, tai nạn giao thông là một vấn đề được xã hội hết sức quan tâm. Cùng với sự phát triển kinh tế, số lượng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông gia tăng một cách nhanh chóng. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,25 triệu người chết, 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, thiệt hại do tai nạn giao thông là mất mát vô cùng to lớn, ám ảnh kinh hoàng không thua kém gì thiệt hại do chiến tranh gây ra. Mỗi năm vẫn có hơn 8.000 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với gần 20.000 người bị thương tật suốt đời. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tai nạn giao thông đã và đang được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Tính trung bình mỗi ngày, có khoảng 17 người ra đi vĩnh viễn không trở về và hàng trăm người phải vật vã trong đau đớn do thương tật gây ra. Một số nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông: người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chạy quá tốc độ quy định, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, không quan sát khi mở cửa xe, không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chở quá tải trọng cho phép, chở quá số người quy định, sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa được cấp bằng, dàn hàng trên đường, sử dụng ô dù gây cản trở tầm nhìn. Các con thân mến, chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của các con, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng ta hãy cùng xây dựng cho mình ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không được buông hai tay, không dùng chân điều khiển, không chở quá số người quy định, không dừng đỗ tụ tập trước cổng trường. Theo khuyến cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các phương tiện giao thông nên đỗ thành hàng lối và cách về hai bên cổng trường ít nhất là 50m để tránh ách tắc và tai nạn giao thông khu vực cổng trường. Xe khách không được chở quá số người quy định, nâng cao ý thức tham gia giao thông, chấp hành đúng quy định về tín hiệu đèn giao thông, chấp hành quy định về phần đường, làn đường, chấp hành đúng quy định về tốc độ, không uống rượu bia khi lái xe, chấp hành đúng quy định đội mũ bảo hiểm có chất lượng, đúng quy cách, tránh xa điểm mù với xe tải, container, chú ý giữ khoảng cách an toàn, thường xuyên tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông công cộng để tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Xe đạp, xe máy không được dàn hàng ngang khi tham gia giao thông trên đường, không đứng trên yên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái, không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ độ tuổi quy định. Các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên, đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang, gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Tương lai đất nước
sáng đèn dầu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là tình yêu cuộc sống. Chúng em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên, đi trên đường ta không lãng lai, đi trên đường ta không dàn hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Nào bạn ơi, vì cuộc sống của bạn của tôi, vì tương lai đất nước đẹp giàu, chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Chấp hành tốt luật giao thông là mang đến hạnh phúc cho mọi nhà. Để phòng ngừa tai nạn giao thông, các em hãy tự giác chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Các bạn học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước, ngay bây giờ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy tích cực tham gia các hoạt động thiết thực do liên đội và nhà trường tổ chức để tuyên truyền luật giao thông cho mọi người, gia đình và bạn bè cùng chấp hành. Xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đem lại an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Hãy chung tay hành động vì thập kỷ an toàn giao thông. Kính chúc nhà trường và các em học sinh một năm mới nhiều thắng lợi và tham gia giao thông an toàn.